Xin thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại shop Vạn Năng Em Tinh Sơn. Số điện thoại của em là 0335 142 445. Hôm nay em có một số mặt hàng nhiều nội địa Nhật cũ muốn giới thiệu tới anh em. Trước hết thì em xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em đã từng mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì mua hàng bên em thì có hai hình thức để thanh toán. Thứ nhất là chuyển khoản, đơn hàng chuyển khoản đủ từ 300 ngàn trở lên thì em bao ship nha. Nếu như ship code anh em vô lòng thanh toán thêm tiền ship giúp em. Rồi tiền ship thì tùy theo trọng lượng cân nặng của sản phẩm nha anh em. Rồi. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì anh em cứ vui lòng nghe gõ xem kỹ, còn chưa gõ chưa kỹ muốn biết thêm thông tin sản phẩm, bất cứ sản phẩm nào mà bên em bán á, cứ việc liên hệ kết bạn với em qua Zalo. Số điện thoại 0335 142 445 ha. Em sẽ đo thông số kỹ thuật và cân nặng hay là bất cứ cái gì kích thước hay gì đó anh em hỏi thì em sẽ đáp mình đó. Rồi đây con này là con Bá Lan số 1, giá bán là 1.200.000 đồng nha. 1.200.000 đồng con Bá Lan này, Bá Lan 1 tấn nha anh em ha. Ngoại hình thì như anh em thấy nè, nó chóc sơn, nó có ngà ngà chút đỉnh, nó có ngà ngà ha. Cái này về anh em muốn ngon thì sơn lại, còn không thì cứ để xài bình thường. Cái này sắt này nó cũng rất là dày ha, hoạt động tốt, da ban nó về đầy đủ, tem tiết đầy đủ nè ha. 1 tấn nè, 1 ton chết mát, có chuẩn là gì đàng hoàng. Rồi ok, con này em bán cho anh em giá là 1.200.000 đó. Trọng tải của nó là 1 tấn nha, hoạt động tốt, dây xích dây cáp rồi gì nè anh em xem nè. Đó, mấy con này hoạt động tốt hết. Anh em cứ việc mua về dùng thôi ha. Rồi. Đó, dây xích này thì anh em xài hoài, kéo hoài thì tự động nó sáng lên thôi ha. Rồi. Còn tốt, chưa có bị mục đứt hay là nửa xích mòn, mất nửa xích thì không có nha. Cái này là còn rất là tốt. Rồi, móc trên, móc dưới thì đầy đủ, hoạt động lên xuống hai chiều ok. Ha. Hoạt động ok nha anh em, lên xuống là ngọt ngào ha, không tụt tải nha. Ở đây thì em đã test tải rồi, test có khoảng 100 ngoài ký, tại vì ở đây em không có tải lớn cho nên là có khoảng 100 ngoài ký. Rồi con số 1 là giá 1.200.000 nha anh em. Tiếp theo là Bá Lan số 2. Rồi anh em mua về cẩu kiển làm kiển gì đó cứ việc liên hệ, chuyển khoản đủ thì em bao ship luôn, còn nếu như ship code thì cái con này thì tầm có khoảng 100 mấy chục ngàn tiền ship. Rồi ok nha, con Bá Lan số 2 em bán cho anh em giá là 1.000.000. Con này á là 1/2 ton, tức là 500 ký đó. 500 ký của hàng Kito luôn, của hàng Kito luôn nha nha. Rồi anh em mà thấy có nhu cầu dùng thì cứ gì liên hệ, 500 ký Japan luôn nha anh em ha. Đây Japan luôn. Rồi 1.000.000 nha anh em, con này là 500 ký, hoạt động tốt, ngoại hình anh em xem nha. Đó, ok, ngon lành. Dây xích nè. Này là dây xích kéo nè, còn rất là ok nè. Đó. Móc nè, đúng zin 500 kg nè. Xoay nha. Đó. Đầy đủ, ngon lành. Rồi anh em nào xài thì liên hệ, con này test tốt, ok, ngon lành, không có bị tụt tải gì hết trơn. Dây nè. Đó. Nãy giờ em quên nói nữa, mấy con này là dây 3 mét hết nha anh em ha, dây 3 mét hết. Rồi ok. Tiếp theo tới Bá Lan số 3 nè. Bá Lan số 3 này cũng của thằng Kito luôn, cũng made in Japan, trọng tải của nó cũng là 1 tấn luôn. Ngoại hình anh em xem nha, còn nước sơn. Đó, có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em, Kito made in Japan luôn. Rồi con này á thì nó chỉ có bị lai cái móc. Cái móc này thì bên bển họ xài, họ đã để cái móc 250 kg này vô ha. Đó, họ đã để cái móc 250 kg này vô. Rồi, thì cái này là chỉ có vậy thôi, nó chỉ bị lai cái móc này thôi. Ốc này là ốc dấu hiệu của nó là cũ rồi gì hoàn toàn nha, chứ không phải về đây em thay móc hay là gì nha. Nó là như vậy. Móc này là 250 kg nè, 0,25 tấn nè. Rồi con này thì cũng hoạt động tốt luôn, dây xích ok, ngon lành nè. Đó, không có bị ngà, bị lủng gì hết trơn nha. Nói chung là dây xích này còn ngon. Đó. Rồi giờ em test nha. Xích tải cũng vậy nữa, cũng ngon lắm ha. Đó, chả có bị cái gì hết trơn á ha. Còn ngon lành luôn. Giờ kéo. Rất là nhẹ nhàng ok luôn nha anh em ha. Con này 500 kg, Bá Lan mã số 3, giá bán 1.100.000. Ủa con này 1 tấn chứ, em xin lỗi nha, con này 1 tấn ha, Kito Japan luôn, 1.100.000. Anh em nào xài liên hệ, chuyển khoản đủ bao ship. Tiếp theo Bá Lan số 4 nha anh em, Bá Lan số 4.
Rồi anh em nào cận Tết thì di chuyển mai bọng hay là gì đó có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Con này là 1 tấn 3 nha anh em, con này 1 tấn 3 có con Vito luôn, da ba anh đàng hoàng ha. Chóc mẹ nó này, nó không có dính đầu đâu. Con này là 1 tấn 3 nha anh em ha, da ba anh. À, Bá Lan này là mã số 4, giá bán là 1.3 triệu cho em nha, giá bán 1.3 triệu. Anh em nào thấy có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ ha. Đó, móc trên dưới ngoại hình, con này thì số 4 nha, Bá Lan số 4. Rồi, đây ngoại hình nè, mấy cái này còn sáng trưng luôn, 7 màu luôn nè ha. Rồi, con này rất là ok, lên xuống ngon lành. Giá bán là 1.3 triệu nha anh em, xin nhắc lại nha, 1 tấn 3, giá bán 1.3 triệu. Con này thì dây xích cũng 3 mét luôn, dây xích còn ok lắm ha. Này, rất đẹp luôn, dây xích tải nè, dây xích kéo nè. Đây, dây xích kéo nè, ha. Rồi em test nè. Ok nha anh em, ha. Rất là ok luôn. Anh em nào xài liên hệ, móc dưới nè, xây đàng hoàng nha. Đó, đúng móc, đúng đồ hết. Ok, tiếp theo đây em bán con Bá Lan số 5. Con Bá Lan số 5 này thì em bán cho anh em với giá là 1.2 triệu. Con này là 1 tấn nha anh em, con này 1 tấn nha. Để em lau xương xương để em đọc cho nó dễ. Con này là 1 tấn nè, 1 ton nè. Kito nha, Kito. Dưới này là Made in Japan ha. Kito nè. Hoạt động tốt nha, con này em bán 1.2 triệu. Đây. Kito, đó. Dây xích nè. À dây xích nè nha anh em ha. Rồi cũng còn về dặn chắc chắn ok ngon lành hết, do để mà bãi gì thôi. Anh em nào xài về xài liên tục á, lại là tự động dây xích nó sáng lại à. Rồi đây nè, dây xích tà kéo nè, dây xích tải nè. Còn ngon hết. Đây em test cho anh em xem móc nè. Móc dưới nè nha, có xây luôn đó nè. Đó. Rồi test nha anh em. Đó. Kéo rất nhẹ nhàng ok nha. Không tụt tải không gì hết trơn luôn, bao anh em xài luôn ha. Ok. Bá Lan số 5 nha anh em ha, chị Tô. Rồi, tiếp theo. Hai chiếc thùng đồ nghề 350.000 quá ăn cặp, anh em mua lẻ, lấy cái nào tính tiền cái đó, giá sẽ lên cao hơn tí. Rồi, lấy thước kéo lên. Đây, cái này đồ bán cặp này giá 350.000. Anh em lấy lẻ, lấy cái nào báo tiền giá đó ha. Báo tiền cái đó. Rồi thì theo cái. Rồi giá sẽ cao hơn tí nếu như anh em mua lẻ nha. Thùng này kích thước như nhau, chiều dài là 35. Chiều ngang đó là 15, chiều đứng này cao nhất của nó là chỗ 1 tấc ha. Rồi hai cái này em bán cặp 350.000, mua chỉ ăn đủ vào ship luôn. Rồi, ok nha. Rồi không lủng không gì hết nha. Một cái nè. Có móc đầy đủ. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo đanh lốp nè, đó. Rồi không lủng không gì hết, ngoại hình. Đó. Rồi bán một cặp ha, 350.000. Mua lẻ cũng bán luôn. Lấy cái nào báo giá cái đó ha, giá lẻ tất nhiên phải cao hơn giá cặp rồi nha nè. Rồi tiếp theo tới đội. Đội này đội hơi, hoạt động tốt, full tính năng, 1.5 tấn. Đó, anh em nào xài liên hệ chỉ có đội gì thôi nha, anh em hoạt động tốt nha. Ha, lên xuống ok ngon lành, 2 tầng nha, 2 tầng. Rồi đồng này núm này xây bình thường nha. Đội số 1 giá bán 500.000, 1.5 tấn nha. 1.5 tấn em test cho anh em xem nè. Hoạt động lên bình thường nhẹ nhàng luôn nha anh em ha. Không có gì nặng nề hết. Động tốt nha. Đây. Đó. Rồi giá bán cho anh em là 500.000. Rồi tiếp theo tới đội số 2. Nè đội này bữa trước em cũng bán có con nè. Con này là của Toyota, cái tem nhỏ đây nè, còn dính cái phần keo nè. Toyota 700kg. Mấy cái này tem này nó dễ chóc lắm, cho nên là khi mà chóc rồi anh em xem nè, đội thì sẽ không có còn biết của con nào hết. Nhưng mà do em bán nhiều ở đây anh biết. Cái tem Toyota này rất dễ chóc, 700kg nha. Rồi anh em nào tin tưởng có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ, hoạt động lên xuống ok nhẹ nhàng nè. Đó. Anh em nào xài liên hệ với em, 700kg đội số 2 200.000, còn rất là mới. Rồi, tiếp theo đội số 3. 190.000.
Ở số 390.000, con này cũng vậy, cũng còn rất là ok ha. Con này là 600-700 kg, thương hiệu Nissan, con này rất là dày dặn và nặng luôn. À, đây hoạt động tốt luôn cho anh em xem nè. Đó, lên xuống là ok nè, xuống nè. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì liên hệ, 190.000 con. Đội nâng hạ mai dời chậu gì dời gì đó. Đội số 4 250. Cũng rất là dày dặn và chắc chắn luôn, rất nặng luôn. Con này cũng Nissan nha. Con này thì trọng tải của nó 700-800 kg. Hoạt động ok, lên xuống ti lớn ngon lành. Đó, xài liên hệ với em 250.000. Đội số 4. Rồi tiếp theo đội số 5. 290.000, đội số 5. Đây ngoại hình sáng sủa đẹp luôn. Rất dày và nặng luôn. Nissan. Con này chịu trọng tải là 1 tấn 150 kg, tức là 1050 kg đó. Đội số 5 nha anh em, 290.000, hoạt động tốt, ti lớn nè. Lên xuống ngon lành luôn nha. Còn rất là mới. Rồi tiếp theo bán combo sẻn. Combo sẻn về cho anh em làm vườn, làm tết, thay chậu, thay đất, thay mai, vô phân, vô gì đó ha. Rồi bán cả combo 300.000. Chuyển khoản đủ bao ship luôn. Một cái, hai cái, ba cái, anh em xem nha. Nếu chưa rõ chưa kỹ kết bạn Zalo em gửi hình thêm. Rồi 4 5 6 7 8 9 10 cái này xúc cát ngon lành luôn. 30.000 cái, 10 cái 300.000. Rồi chuyển khoản đủ bao ship luôn. Tiếp theo tới liềm. Liềm làm cỏ, dọn cỏ thôi vậy nha. Nguyên bộ nguyên đống này 300.000. Rồi. Đó, anh em xem kỹ và gọi trước khi quyết định mua nha. Một cái, hai cái, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cây tổng cộng nha anh em, 19 cây tổng cộng. 300.000. Mười mấy ngàn cây thôi. Rồi tiếp theo tới cuốc, cuốc mã 61 300.000 nè, hết cái đống cuốc này là 300. Anh em về tra cán rồi gì vô thêm xài. Đó, cuốc này có cuốc dày, cuốc nghiêng, cuốc góc gì từ lưa hết trơn nha anh em. Đó. Cuốc này xài thoải mái luôn nè, về tra cán vô. 300 hết bộ này nha anh em. Đây là tem đích tiêu nữa nè. Đó. Anh em xem ha, cái này xài không biết chừng nào mới hư nổi nè. Đó. Đây. Đây, vậy anh em tra cán vô dụng. 300.000 chuyển khoản đủ bao ship luôn nha anh em. Đây. Đây. Rồi. Đây. Ok. Cuốc 1. Tiếp theo tới cuốc 2, 250. Cuốc 2, 250. Đây. 1 2 3 4 5 Cào cát, cào đồ trồng ha. Cuốc gom là cũng được ha, 250.000 thôi, cuốc số 2. Tiếp theo cuốc số 3, 3 cây luôn. 330.000, chuyển khoản đủ bao ship luôn anh em. Đây. Đó. Đây, cuốc chim nè. Đó. Rồi, 330.000. Đây. Chuyển khoản đủ bao ship.
Tiếp theo tới bộ kéo tỉa hàng rào. Đó, chưa vệ sinh gì hết. Vậy anh em vệ sinh chỉnh sửa rồi về lại. Làm cán ngoài lưỡi gì đó, chỉnh ốc chút phán gì đó, sửa lại 250.000 hết bộ này. Đây cây này cầm tay. Một cây. Này. Đó. Hai cây. Lưỡi này lưỡi cong mà anh em cắt cành được không? 5 cây 250. Cây 50. Lưỡi cong luôn. Ok nha anh em, cái tỉa hàng rào nha. Tiếp theo tới cây cạo dây nè, 400.000. Cạo dây 400.000. Anh em nào xài đúng công chuyện thì cứ việc liên hệ với em. Đây nó có hai cái đỉnh nhọn nè, để nó cố định nè. Đây nó có đầu móc. Thì ở đây mình dặn mình tăng đưa ha, xuống nè. Rồi, mình muốn lên xuống xả ra sẽ vô gì đó thì đây xây được hết nha. Đó, xây được hết. Rồi, cái cạo dây này em bán 400 nha. Anh em mua chuyển khoản đủ bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo tới bộ cưa xếp nè, để anh em mài vỏ sửa chữa nè. Đó, hàng chưa vệ sinh gì hết trơn á. Cưa số 1 350. Rồi anh em xem nha. Hai lưỡi nè. Đó, bật ra thì nó gì. 350.000 bộ này nha anh em. Cái này dài lắm nè. Đó, 350.000. Hai cây nè. Đây. Nè, 3 cây. 4 cây. 5 cây. 5 cây. Cái này có da ban luôn. 6 cây. 7 cây. 8 cây tổng cộng 350, chưa tới 50 cây. Rồi. Cưa 1 350. Tiếp theo tới cưa số 2 anh em, đây đóng này luôn. Có 450.000 à. Rồi, vậy anh em mà vừa sửa chữa xài. Đó, mua về cưa cây làm kiển, cưa cành, cưa gì đó cưa. Anh em thầy thợ muốn mua về binh biến sửa chữa sửa sang lại chia cho người này người nọ gì đó chia. Ở đây là tổng cộng 4 cái cưa lọng nè. Rồi, cái này chắc chế rồi. Cái này cán cũng xịn sò lắm nè. Đó, về mà vỗ ra. Nhiều lắm nha anh em, khỏi đếm đi, nhiều lắm. 450.000 à, anh em mua có điều kiện chuyển khoản đủ thì bao ship luôn. Rồi, rất là nhiều nè. Đây cây nữa nè, này gắn lưỡi cưa ấy vô làm điện nước rồi vậy ok nè, làm nước nè. Đó. Đó. Hết luôn, 450.000. Đây luôn. Này. Rất là nhiều nha anh em. Rất là nhiều nha. Đó. Bốn trăm rưỡi ngàn. Đây. Cán rất xịn sò luôn nè. Rất là nhiều nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ việc liên hệ với em sớm. 32 cây luôn nha anh em. À, mười mấy ngàn cây gì đó.
32 món mà con chưa được 10 ngàn, con mừng 2 ngàn món. Ừ, 10 ngàn món. Mấy ngày bây giờ mới mất. Rồi tiếp theo tới con lăng, anh em nào làm cơ khí con lăng nè, có nhu cầu dùng liên hệ em nha. Con này dài khoảng 2 tấc á, con này thì em bán cho anh em 200 ngàn, nó nặng ha. Rồi tiếp theo con lăng số 2, con lăng số 2 em cũng bán 200 đó, anh em ưng ý tùy con nào thì lấy con đó vậy thôi ha. Tiếp theo con lăng số 3 nha anh em, 200. Rồi anh em làm con nào lấy con đó nha, bóng lưỡng mà. Cái này anh em xài thường nó bóng lưỡng ha. Rồi 200. Đó, anh em xài con nào lấy con đó. Có rẻ 300 ngàn nha anh em. Có rẻ 300 ngàn, có rẻ đôi nè. Còn lăn tốt, ok, con lành nè. Ha. Cái này anh em cuộn dây vô cái lỗ này được nữa nè. Cái này thì anh em móc, cái này là chốt gài ha. Bỏ ra để dây vô. Đó, hai bên. Rồi thì về như vậy em bán cho anh em giá là 300 ngàn, anh em nào xài liên hệ ha, chuyển khoản đủ bao ship độ rẻ. Rồi tiếp theo tới bộ xà beng, lấy thước kéo rồi đưa tem. Rồi bộ xà beng 460 ngàn, hết trơn bóng này 6 cây. Rồi có nhỏ có lớn nè, thì cây này 160 nè, cây này 150 nè. Đó, hai cây này dớt đây, 150 160. Đây. Rồi bộ xà beng này là 460 nha anh em ha. Cây thứ ba nè, cây này đầu này cải dán, đầu này nhổ lên nha. Cây thứ tư nè, chưa có vệ sinh gì hết á. Rồi anh em xem ngoại hình nha. Đó. Rồi cây này nó hơi cong cong xíu. Rồi lục giác nha, đó. Rồi chưa, để đo cây đó cây dài nhiêu, 65 cm nha anh em. Đo mấy cái này luôn đi để hồi quên. 60 cm nè, 60 cm nè. Hai cây này 60 cm nè. Đó, cả bộ nha anh em, 460. Rồi chưa vệ sinh gì hết á. Rồi cây này cũng vậy luôn ha. Đây. Đó. Rồi 460 ngàn, hết bộ, chuyển khoản đủ bao ship luôn, 6 cây hay 5 cây. Ok, tiếp theo thì tới bộ bay giá 200. Rồi bộ bay giá 200 nha anh em nào xài thì liên hệ. Đây 2 cây nè. Hai sủi, hai bay là 4 cây nè, 5 cây, 6 cây nè, 7 cây nè, 8 cây nè, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 200 ngàn, chưa tới 20 ngàn cây. Rồi tiếp theo tới kềm, kềm này kềm bấm của Mỹ ha, thương hiệu Wayship nè. Rồi kềm số 1 giá bán là 500 ngàn, anh em nào xài thì liên hệ. Này về sinh ra là còn sạch ha, sinh ra sạch sẽ liền. Rồi bấm ok nha. Đây đó, tiếp cho thêm chút nữa, một cái cặp liền đó, bấm chắc chắn luôn nha. Anh em làm cơ khí hàng ton ghép nối rồi gì đó, bỏ thẳng băng ok nha. 500 nghìn tiền của Mỹ. Tiếp theo kèm số 2, anh em về vệ sinh nhả xét đồ gì ra ha, đóng kèm này 600. Anh em nào có nhu cầu làm thì cứ gì có liên hệ. Đây 600 cho đống này nha. 1 cây này là con khui da nè, thấy không. 2 cây, 3 cây ha, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, quay mấy cây rồi, 9 cây, 10 cây, 11, 12, 13, kèm Nhật Bản hoàn toàn chưa vệ sinh hết trơn á. 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 cây. Chèm số 3, 150 ngàn. Đa số là vệ sinh rồi, có 1-2 cây gì đó chưa vệ sinh nè. Đây, chèm Mero, 2 nấc, 150 ngàn, chèm số 3 nha anh em, 2 cây SK11 nè. 3, mỏ nhọn nè. Cây này lớn nè, 4 nè. Cây này lớn nè, 5. Cây này lớn nè, 6, 7, 8, 9 cây. Rồi, 150 ngàn. Tiếp theo, kèm số 4, 300 ngàn. Hết đống này. Đó. Rồi, 1, 2. Cái kèm này độc luôn nè, có đồ nhổ đinh nữa nè. Đó. 3, 4, 5, có chữ, 6, 7, 8, 8 cây. Tiếp theo kèm số 5, 200 ngàn, hoạt động tốt ha. Hoạt động tốt hết, găng xéo không có trượt được nha. Găng xéo có con chó, lò xo còn là không có trượt được. Hai cây này hoạt động tốt hết. Cây top, cây Skywin, hai cây này đều size 250mm hết. Hoạt động tốt. Găng cỏ một cây đẹp, còn cây là còn ok thôi ha. Chứ cũng không đẹp bằng cây này nha. Đó. Rồi, hai cây 200 luôn cho anh em nào xài. Tiếp theo, tới một kéo lộn xộn nè. Bữa nay em mới soạn ra thêm được mới kéo lộn xộn này nữa, 200 ngàn. Kéo số 0 nha anh em. Anh em nói kéo số 0 giùm em. Kéo số 0, nhắn tin hoặc là điện thoại nói kéo số 0 giùm em. Rồi, 1 cây tủ cây nè, 2 cây, 3 cây Camry gì nè, Seiki Japan nè. Mấy cây à? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nè. 11 cây nè. Mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu cây rồi nè. Mười bảy, mười tám, mười chín, 20 cây rồi nè. Là 10.000 cây ha. Rồi, 21 cây tổng cộng. Cây này kéo của Đức nha. Đây. Rồi, 21 cây. Tiếp theo, kéo mã số 1. Kéo nãy số 0 này số 1 nha anh em, 200. Kéo 1 200. Anh em về mài giũa bên biến sửa chữa lại. Rồi. 1. Rồi. Rồi đi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kéo 1, 200. Kéo 2, 350. Anh em về cũng mài giũa sửa chữa lại ha. Rồi, 1 cây. Anh em xem chưa rõ chưa kỹ, kết bạn Zalo em gửi hình thêm nha. 2, 3, 4, 5, 6, 6 cây, 350 ngàn. Kéo số 3 cũng vậy, cặp này 300 ngàn, anh em về mài giũa sửa chữa lại.
đây ngay cái này trên da ban trên tay này luôn nha. Cái này là như có chữ nè, có chữ nè, đó hai cây đó, lưỡi mỏ này rồi 300.000 cặp kéo này số 3. Kéo số 4, kéo tắc tôn nè, 300.000 luôn. Anh em về mày vỗ ra đó, vệ sinh lại đó, ok cái này luôn. Rồi hai cái này 300.000, kéo số 4. Kéo số 5, anh em về mày vỗ ra 200.000 luôn đó, 4 cây đó. Anh em nào xài liên hệ nha, mài vỗ ra hàng Nhật Bãi chưa vệ sinh, hai cây mỏ thẳng luôn nè, đây hai cây mỏ thẳng luôn, mang về vệ sinh ra. Cây này cây mỏ cong nha đó. Rồi 200.000 kéo số 5, tiếp theo kéo số 6 nha anh em. Kéo số 6 250. Đây. 6 250. Đây. Hai cây. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây, 25.000 cây chưa vệ sinh nha anh em ha. Kéo số 6. Kéo số 7. Kéo số 7 250.000, kéo của mấy anh thợ hớt tóc nha. Kéo Nhật nha. Anh em nào xài thì về vệ sinh lại, mài lại, không biết mài thì mướn thợ mài nha. Đó, đa số hôm nay là kéo hớt tóc. Rồi em gom nguyên bộ vậy em bán 250.000 thôi. Kéo của Nhật. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. Đó, đây để số 130 nè. Đó. Rồi. Đây là 2, 4, 5 nè. 6 nè. 7 8 9 10 11 12 có cái tỉa nè, 13 cây tổng cộng nha anh em. Rồi. Anh em nào cần thì cứ việc liên hệ. Tiếp theo kéo số 8 290.000. Rồi chuyến trước anh em nào dặn kéo giải thì chuyến này có mấy cây nữa này là em hết kéo giải. Đó, anh em thấy xem ưng ý được thì lấy. Đó, kéo này là mã số 8 nha anh em. 290.000, xin nhắc lại cái này mã số 8 290.000. Rồi còn mấy cây nữa thôi, cây này ăn cưa nè. Đó. Rồi. Cái này thì hơn 2 tấc chút. Cái này 2 tấc mấy luôn nè ha. Đó. Rồi, 290.000. Rồi. 290.000 nha anh em, hết bộ này. Hết kéo giải. Tiếp theo. Kéo số 9 600.000. Kéo số 9 600. Rồi đây. Ai ghi ớt. Đây mỏ cục nè. Anh em cắt ha. 1. Giờ anh em mài vỏ sửa chữa ra nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cây nha anh em, 13 cây nha. Rồi, 13 cây chưa vệ sinh, để hàng Nhật Bãi. Tiếp theo, cái bộ dao giấy.
Ừ, hết luôn. Bộ giao giấy dư linh tinh tạp nhạp một số này nè, thì em bán hết như thế này là 200 ngàn để mã giao giấy. Anh em xài thì liên hệ nha. Rồi để mã giao giấy. Cây này là cây để mà mình vệ sinh nè. Rồi cây này cái gì làm gì không biết. Cái này cây móc. Rồi đinh mộng rồi gì nè. Rồi cái này là dạng đồ khui nha anh em, dạng đồ khui nha. Rồi cái này là gạch mực nè, nhìn thấy còn sắc sảo đẹp luôn nha. Ha, gạch lấy dấu cặp đó. Rồi cái này là cây khui, nó có dao trên đây đó nè. Rồi thêm một cái thước này có 500 hết nữa gì đó. Không không, cây này không có. Cái này xin qua nha, 150. Cái này cái mặt gì đó ha. Rồi một cái mũi tiện gỗ này, cái đồ khui. Đồ khui này. Rồi đồ khui ha. Rồi còn phần còn lại là cái này cây dao nữa nè, được cây dao sắc bánh mì nữa nè ha. Đó. Ra ban luôn nha. Rồi, mấy cái bấm ghim nè, giờ anh em kiểm tra lại ha. Này, em cũng không có kiểm tra nữa. Thì thằng bãi sao em lụm bán luôn vậy cho anh em nha. Vậy anh em kiểm tra. Đó. Rồi. Sửa gì đó lại xài. Rồi, 4 dao giấy nè. 6 nè. Cái này rất nặng nha, 7 nè. 6 7 8 nè ha. Cái này nè rất là nặng luôn. 9 10 nè. 11 12 13 14 15 cây. 16 17 18 19 cây. Rồi. Tiếp theo tới cặp cắt kính nè. Cắt kính hai cái đầu trên này thì nó còn me hết trơn trên này nha. Đây nó còn nè, nó còn dính đây nè. Đó, bên đây cũng vậy luôn nha. Chưa có mất chưa gì hết nha, còn đầy đủ. Hai cái đầu này là còn me đầy đủ nè nha. Còn mang cái kim cương trên đây đầy đủ nè. Hai cái mũi cắt kính nha. Rồi 100 ngàn, anh em nào xài thì liên hệ em. Tiếp theo thì tới cảo. Ba cây cảo ép này 2 tấc, giá bán 250. Còn núm nè, ra vô ok. Nha. Một cây. Này còn núm nữa nè. Đó, ra vô ok nè. Hai cây, cái này thì mất núm rồi, ba cây nha, ba cây này cảo ép 2 tấc. Giá bán là 250 ngàn. Tiếp theo cảo số 2. Cảo lộn xộn ha, cảo C. Giá bán là 400 ngàn. Đó, cái này size lớn nhất là 100ml nè. Đó, mắc in Japan luôn nha ha. Thằng này chưa có yoga hay gì ta. Thằng này chưa có yoga nha. Đó. Rồi, thằng này cũng số mắc luôn. Mà size của nó là size 75 á nè. Size nó size 75 được 2 cây nè. Cây còn nấm, cây mất nấm nè. Rồi, cái này cái dạng cảo C đây còn nấm nữa nè. Đây cũng cảo C luôn nha ha. Rồi. Rồi cây này là của ngôi ron luôn ha, đây ron luôn, nó xe 100. Rồi cái này cũng chưa có yoga, cũng còn nấm luôn nha. Vậy anh em vệ sinh nhỏ xét. Tiếp theo, cảo số 3, 150. Hai cảo ép, hai cảo ép 150. Cũng khoảng 2 tấc nha anh em, tấc mấy 2 tấc á. Rồi giá bán là 150 ngàn cảo số 3 nha, cặp cảo này 150. Rồi tiếp theo tới thanh lý. Thanh lý thì đây em bán cho anh em về kiểm tra, sửa chữa, vệ sinh rồi về lại ha. Mình xài thì về đó là 350 ngàn cho chọn bộ này. Anh em thấy ưng ý thì lấy, chuyển khoản đủ thì em bao ship luôn. 350 ngàn hết bộ này nha. Đó, cái này là cây đầu tiên nè. Cái này là size 300ml á anh em. Nó 12 inch đó. Thì về anh em vệ sinh nhả xét rồi gì ra. Rồi, bộ này là em bán cho anh em mã là thanh lý số 1, 350 ngàn ha. Đây, 2 cây. 3 cây. Cái này cũng 300ml đó nè, 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. 11 cây. 12 cây tổng cộng nha anh em, 12 cây tổng cộng nha. Rồi, tiếp theo, cái này là tới thanh lý số 2. Thanh lý số 2 nha anh em. 200 ngàn, thanh lý số 2 200. Dạ anh em vệ sinh sửa chữa tận dụng lại mình xài nè, kèm nè ha. Đó, vệ sinh nhả xét đồ gì ra tận dụng lại xài. Cái này thì nó hơi cong thôi ha. Rồi, kim quả.
dũa nè, dũa gỗ 4 bề nè, cây đục nha. Này là cây cảo C nè, anh em chạy găng lại hoặc hàng con tán vô đây là xài thôi ha. Cây cảo C 125 250 gì đó. Rồi cái này là vít nè, đậu yếu ha. Rồi 200 ngàn đồng một bộ vậy đó anh em. Anh em thấy cái nào có thể về làm là mình xài á, cứ việc liên hệ với em. Tiếp theo tới cái thanh lý số 3 nè, 200 ngàn luôn ha. 200 ngàn. Đó, một món ở chữ A, đi chuột nè, kèm vít, kéo nha. Rồi vỏ dao giấy, cây sủi. Rồi vít đó, 200 ngàn bộ. Tiếp theo thanh lý số 4, thanh lý số 4 em bán cũng 200 ngàn. Anh em nào thấy có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ, 200 ngàn về anh em tận dụng, vệ sinh sửa chữa nhỏ xét gì đó ra mình xài ha. Cái này cũng dạng cảo ha, dạng cảo kéo ha, về mình thiết kế cái quay cái lỗ tai chỗ này ha. Rồi vít, vít này vít dẻo nha, vít dẻo dặn ngang góc ha. Đó, cần vít kéo cành gãy cán, sủi đầu điếu kèm. Rồi 200 ngàn nha anh em, vít nữa nè, 200 ngàn đồng bộ. Rồi tiếp theo tới đục, đục mã số 1, đục mã 1 200 ngàn, 200 ngàn nha. Đây. Đó. 200 ngàn đục số 1 nha, 200. Tiếp theo nha anh em, để yeah. Đục số 2 nha anh em, 200. Đục số 2 200. Đây, 4 cái đục ngọn. Đó. 200. Rồi, đục số 3 150. Cây dẹp, cây nhọn dài. Hai tấc mấy, ba tấc, hai tấc mấy đó, một rưỡi. Rồi 150 đục số 3. Tiếp theo tới dũa, dũa số 1 200 ngàn, dũa sắt nha anh em, 200. Tam giác được 2 cây luôn. Rồi bộ dũa số 1 này 200. Anh em muốn lấy bộ nào lấy, dũa Nhật Bản, dũa sắt. Tiếp theo con cây dũa gỗ hay gì đó, bộ số 1 như con cây dũa gỗ. Đúng rồi, con cây dũa gỗ bộ số 1 nha. Tiếp theo dũa số 2 200. Dũa tam giác lớn nè, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây, 200 ngàn, 20 ngàn cây, lớn nhỏ lộn xộn, tam giác tròn gì đó, đủ lưỡi cưa. Tiếp theo đục gỗ, đục gỗ này thì vệ sinh rồi, bộ gỗ này 430 nha anh em. Rồi anh em nào xài thì liên hệ, một cây có lục có mẻ thì anh em tự mài dỗ lại giúp em nha. Rồi 2 cây, cái này em chỉ vệ sinh ra thôi ha. 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 5, 8, 40 ha, 5 mấy ngàn cây. Rồi 430 ngàn chuyển khoản đủ bao ship. Tiếp theo búa số 1 270 ngàn búa số 1. Đây
Cái này là cây sắn nè, anh em tra cán vô đây rồi anh em sắn xuống ha. Còn cái này là cây gì của anh em tra cán vô rồi mài lại ha. Rồi 270.000 búa số 1 270 ha. Rồi tiếp theo búa số 2 là cây rìu nha. Búa số 2 là cây rìu nè, 350. Búa số 2 nha, 350. Có một ăn cái cán nè. Về anh em không ưng thì anh em làm cái cán lại ha. Anh em ưng cán này anh em làm cán khác vô. Cây rìu này chữ nghĩa giữ thằng ôn luôn ha. Rất là nhiều gấu mèo nè. Đó, nhìn độ sắc bén của nó nè. Về anh em mài vô bén lại một cái thì chẻ củi thôi luôn ha. Chặt cây rồi chẻ củi nè. Hai bên có chữ hết luôn trong thân một bên nha anh em ha. Đích của nó nè. Đó, rồi anh em không ưng cán này thì về có thể tra lại cán khác. 350.000 cũng khoảng đủ bao xíu. Tiếp theo búa số 3, 250.000 cái búa chống thầu nặng OH để đây. Đây đóng số 3 nha, gia ban đóng chữ đây luôn ha. Đít của nó đây, đầu của nó đây còn nêm luôn ha. Rồi cái này có cái cán tét đây xíu thôi. Đó, thịt này gỗ này rất là chắc, giá bán là 250.000. Tiếp theo búa số 4, búa số 4 3 cây 300.000. Búa 4 3 cây 300. Rồi anh em nào xài liên hệ. 3 lít nè. Đây đầu đây ha. Đó đẹp, chỉ có 100.000 cây. Có búa bi, búa đóng đinh, nhổ đinh, búa gò luôn, búa đục đẻo gì luôn ha. Ngoại hình thì anh em xem nha. Đó, đây có quấn băng keo nè. Thường thường quấn băng keo chắc có thể bị nứt hay gì đó. Đây là nứt đây nè ha. Đó, về này không ưng thì tra lại cán khác ha. Rồi 3 cây 300. Búa cũng trọng trọng lớn nha anh em chứ không có nhỏ nha. Tiếp theo búa số 5 250. 4 cây 250. Đây băng keo lum hết trơn nè. Cán nè. Đó, đây này vừa đông bình nữa nè. Đó, rồi tiếp theo búa số 6 250.000. Búa số 6 bốn cây búa số 6 250. Rồi đây 250. Rồi đây có dạng ốc luôn nha. Rồi tiếp theo tới đồ tắt mở tắt cây xe nè. Cái này không thấy số nè. Cái nào có số em đọc nha anh em. Made in Japan này si đẹp luôn, tu ta nè. Không thấy số chuyên dùng. Đầu này 1/2 vậy nè, không phải lớn 3/4 gì lận lớn nha. Đó, rồi không thấy số nè. 1 đầu nè, 2 đầu. Bộ mở tắc cây xe này 290.000 nha anh em. 290.000 nguyên bộ mở tắc cây xe này nha. 290 nhiêu rồi, 9 cây tổng cộng nha. Đây mở tắc cây xe nè, 9 cây tổng cộng. Mấy đầu này em đo được 32 nè, em ghi đây nè 32. Đầu này là 19 với lại 22, 32, 41 nè. Cái này 36 nè, nó nặng như trâu vậy đó anh em ơi. 32 nè, nó rất là nặng nha, 290.000. Rồi tiếp theo chợ vậy nó bán cháu cá ngoài đường á, bà Năm mua giùm con 10.000 cho bé ăn ngay. Dạ hả? Dạ đúng rồi ha. Đúng rồi, cháu cá cho bé 10.000 rồi bán à. Lưỡi bào bằng tay 250.000 một bộ như vậy ha anh em. Anh em xem nha, ưng ý thì lấy. Một lưỡi 250.000 một bộ này. Hai lưỡi, ba lưỡi, bốn lưỡi, năm lưỡi, 6 lưỡi, 7 lưỡi, 8 lưỡi, 9 lưỡi, 10 lưỡi, 11 lưỡi,
12 lưỡi 250 ngàn. Tiếp theo giúp số 1 về anh em vệ sinh nhà xác tự làm lại ha, 300 ngàn, không có bao gì hết nha anh em. Rồi 300 ngàn. Cây này của Việt Sao nè, cây này cũng vậy luôn. Rồi cây này hình như có mũi dính trong đây nữa nè. Rồi thêm cây này nữa nha, chữ nhật từ lên trên nè, tool mat nè ha, đít nè, đầu nè đó. Rồi 4 cây 300 ngàn, chưa tới 100 ngàn cây. Rồi anh em về làm lại. Tiếp theo vít số 2, 150 ngàn đồng một bịch, một bịch về là 150. Vít Nhật bãi chưa vệ sinh, 150 ngàn bịch ha. Rồi đầu cổ đây 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, cái này bác 3 nè, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây. Rồi 12 cây, 150 ngàn, hơn 10 ngàn cây chút xíu. Rồi tiếp theo vít số 3, số 3 150 ngàn luôn nha anh em. Vít số 3 150 ngàn luôn, 1 cây, đây switch nè, 2 3, bếp 3 nè, 4 5 6, chưa vệ sinh nha, 7 8 9 10 11 12 cây, với cây nhỏ nữa, tính 12 cây thôi. Tiếp theo vít số 4, 150 ngàn luôn, cũng chưa vệ sinh ha, vít hàng Nhật bãi cũ chưa vệ sinh nha anh em, 150 ngàn bịch vậy thôi nha. Một cây này cây cải gắt rồi vậy nè, gắt dây điện rồi vậy đó. 2 3 4 5, giúp bác 3 nha, 6 7 8 9 10, thầy cùng 11 12 13 14 15, không thua, 16 17 18 cây. Rồi cái sau này là bịch mũi vít nha nam, bịch mũi vít nè, lộn xộn xà bàn 150 ngàn bịch. Clip gò 3 bịch, còn bịch cuối cùng. Anh em nào cần thì liên hệ em. Bịch cuối cùng mũi vít 150 ngàn thôi, một mạm luôn ha. Đó chắc cái này không tới 5 ngàn mũi quá, cái này nhiều lắm nè, nhiều lắm nha anh em. BH2 BH3 cộng trừ lớn nhỏ đầu điếu gì không búa lô xu hết trơn á anh em, nhiều lắm ha. Rồi mũi vít Nhật bãi cũ đó anh em. Rồi tiếp theo tới bộ dây nè, để mã dây thôi, 150 ngàn, thì coi như cái này bán mấy cái kẹp đi. Con dây này hình như em thấy nó ra tan hết trơn đó, bán mấy cái kẹp đây được, còn 3 cây nè, kẹp này còn 3 cây nè, em bán con dây này 150 nha. Dây này thì em không có bao xài đâu, dây này em thấy nó ra tan, nó muốn đứt hết trơn rồi nè, nè anh em xem nè nha. Rồi dây này là dây thứ, dây kích bình, dây kẹp bình đó, còn được 3 cây, hai tay này với tay đen này là 3 tay ha, tay này mất cái bao da nữa nè đó. Rồi nha anh em bán 150 ngàn, anh em nào thấy ưng ý á, nếu như có nhu cầu thì xài, dây thì không có bao xài nha, dây em thấy nó ra tan dữ lắm rồi. Tiếp theo nha, cờ lê mã 1 380, đây 27 nè, Asahi nè, 32 Asahi nè, mấy cây này dặn bao luôn, cứng ngắt cứng cộng luôn, 36 41 nè, 50 nè, cái này thì 46 nè, Netsui nè đó, chịu khoảng đủ bao ship luôn.
Tiếp theo lê Nhật Bãi cũ nè, 120.000 bộ nè đó, miệng cứng tốt đàng hoàng, 8, 10, 12. Ừ, 14, 17 nè, hai đầu dòng nè, 17, 19 nè, tốt luôn ha. 21, 19, 12, 14, 24, 27, 10, 12, xong. Rồi, tiếp theo cà lê mã 3 nè anh em, 300.000 một bộ. 21, 23, 19, 17, 24, 22, 21, 19, 8, 10, 14, 17, 12, 10, KTC, dòng miệng 17, dòng miệng 10. Tiếp theo, cà lê mã số 4. 300.000, cà lê mã 4, 300, 23, 21, dòng miệng 14, 17, 19. Cái này 21, 19, 10, 12, 12, 14, 14, 17, 8, 10, 8, 9. Tiếp theo cà lê số 5. 500.000, 5 chè, 100.000 chè ha. Chè 27, 30, ton tun, 24, 27. Cái này là của một shopper đó, mà nó mài ở đây ghi tên nó hay gì nè. Rồi, cái này shopper nè đó. 21 và 19, 17 và 14 KTC, 26, 23 KTC luôn. Chè, tất cả chè còn đẹp và cứng, dòng miệng không tuôn, không chết, không gì hết. Cờ lê số 6, 300.000 ha. Cờ lê số 6, 300. Đó, một cặp này anh em nào xài thì liên hệ. Đây, cặp này mở từ 30 cho tới 54 nè, có hai cấp tăng đưa nè. Đây nè ha. Đó. Rồi. Cái này cũng vậy, nó cũng có cấp tăng đưa đó nè, cái này cái mở lượt nè. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu dùng thì liên hệ. Cà lê này là cà lê số 6, giá bán là 300.000 ha. Để 6 300. Rồi, tiếp theo cà lê số 7, 300. Lê số 7, 300. Về anh em tự vệ sinh, nhả xác rồi gì ra ha, làm chó rồi gì lại. Đó, tự vệ sinh nhả xác ra nha. Rồi. Bộ này 4 cây 300, chưa tới 100.000 cây, cái này 21, 19 nè. Này là 10, 12, 22, 19. Này 19, 21 nha. Rồi. 300.000 chuyển khoản đủ bao ship. Tiếp theo. Cái bơm mở số 1, 150.000. Rồi. Yamada Made in Japan. Vậy anh em vô mở vô mà xài thôi ha. Cái này xài tốt bình thường. Mở số 2 cũng vậy, 150.000 cái ha, cũng hoạt động tốt, có chữ nghĩa trên mình là gì đàng hoàng ha. Rồi, tiếp theo thức thủy, thích hợp anh em sưu tầm, thức này còn đẹp nha. Thức này là Fuya của ngọn núi Phú Sĩ nè ha. Đây. Thủy cho thủy ngang thủy đứng là còn ok, đầy đủ hết luôn nha, thủy còn đúng luôn nha ha. Thước này dài. Em chỉ bán giá là 200.000 thôi, anh em nào có nhu cầu quá thì cứ việc liên hệ, thủy nè. Đó, thủy ngang thủy đứng còn đầy đủ. Đó. Màu đen à, nguyên thủy của nó em chưa vệ sinh luôn nè, 200.000. Thước dài khoảng 6 tấc á. Tiếp theo mũi khoan mã số 1 em bán cho anh em 400 nha. Mũi khoan này là mũi khoan sắt nè. Thì á là em chỉ vệ sinh ra thôi. Rồi số thì lộn xộn sao bằng trong đây, từ 10 ly trở xuống khoảng 4 ly. Có thể bị trùng số nữa không chừng ha. Rồi về anh em xài có lục gì đó thì anh em mài lại, tại vì hàng Nhật Bãi cũ mà ha anh em. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè. 10 mũi nè. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21, 22 mũi gì đó anh em. Rồi giá bán là 400.000, chuyển khoản đủ em bao ship luôn cho anh em. Rồi tiếp theo tới mũi khoan gỗ số 2 em bán cho anh em giá 400.000 nè. Chuyển khoản đủ bao ship luôn. Gồm có 2 mũi dài nhất ở đây là 4 tấc nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mũi, 400.000 chuyển khoản đủ bao ship cho anh em luôn. Tiếp theo mũi khoan mã số 3 là mũi khoan bê tông, 400.000 luôn nha anh em. Anh em nào xài cứ việc liên hệ. Rồi 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 400.000, chưa tới 100.000 mũi nữa. Rồi chân thẳng như thế này đây, anh em nào thấy ưng ý thì lấy nha.
đó. Rồi ok, tiếp theo tay taro. Tiếp theo tới tay taro, bộ ba tay này 300.000, coi như là 100.000 tay ha, lớn nhỏ bằng giá luôn. 100.000 tay, 300.000, chuyển khoản đủ bao ship luôn cho anh em, ba tay ba size nha. Rồi cái này thì nó mất hết con ốc này, giờ anh em kiếm ốc khác chặn vô là xong. 300.000 tay taro chén tròn. Tiếp theo cây mỏ lót số 1, 230.000. Cái này là cây mỏ lót răng nha, đó, Tohoki đó, HIT nè. Cái này là size của nó là hình như là size 14 inch, là size 350 á. Cái này là size 350 nè, à, nhúng nhảy là so hoạt động tốt bình thường nè. Đó anh em xem nha, vô ra thoải mái nè. Cái này thì vô tới đây thì nha anh em, nó không vô sát được nữa nha. Chắc có thể là chưa vệ sinh hết thì gì. Rồi găng cỏ nè, đó găng cỏ cũng còn ok nha. Đó rồi em bán cái này 230.000 nè, anh em nào thèm thì liên hệ, thông số gì thì cứ việc điện em hoặc là vô Zalo ha. Rồi cái này MCC size 350 nè ha, 250.000. cái này sẽ làm bằng cái miếng thép ở đây nè, nó có cái miếng thép đây nè ha. Đó rồi găng cỏ nè cũng còn ok lắm nha anh em, găng cỏ cũng còn ok lắm ha, chưa súng ha. Rồi ok nha, đó ra vô cũng nhẹ nhàng nè, 250.000 size 350 mm. Rồi tiếp theo tới cây này mượn anh nè, thứ sơn này còn đẹp ok nè anh em. Đó găng cỏ ok luôn, cây này chưa vệ sinh nó là vậy luôn đó ha, chưa vệ sinh mà nó vậy luôn đó ha. 200.000 ra vô ok nha. Rồi cây này thì 220, cây này HIT nha, 250 mm. Rồi anh em xem, rồi có nhu cầu xài liên hệ em ha, ra vô ok găng cỏ nè anh em. Đó găng cỏ đẹp nha, vệ sinh rồi. Ok tiếp theo mỗi lớp số 5 nha anh em, 200.000 nè cho cặp này. Đó cặp này là 200.000, hai cây size 150 mm nha ha. Rồi size 150 mm Mitsu luôn ha, Mitsu luôn đó, lò xo nhúng nhảy bình thường hai cái nè, nhúng nhảy hết nè ha. Rồi găng cỏ ok, hoạt động ra vô ngon lành luôn ha, găng cỏ ok nhỏ mini ha, sưu tầm chơi cũng được, đây ra vô cũng được ha, ha. Ngon luôn. Rồi cây này cũng vậy luôn nha, đó cặp này em bán 200.000, anh em nào mua thì liên hệ với em số điện thoại trực tiếp ha. Tiếp theo cần số 1, giá bán là 300.000, cần số 1 nha, 300. Đó, cần số 1 300, còn sáng sủa đẹp đẽ luôn, thương hiệu Ton, đầu 1/2, 12.7. Anh em nào xài liên hệ 2 chiều đầy đủ tự động nha, đây chạy nè. Rất là tốt luôn, rất là tốt luôn nha anh em, 300.000 cần số 1 nha, cần số 1 300. Tiếp theo cần số 2 150 nè. Cần số 2 150, anh em nào xài liên hệ thương hiệu Top nè ha. Thương hiệu Top. Rồi đầu 3/8. Top Japan luôn nha, đó Japan nè, cần đầy đủ nha ha. Rồi cần số 2 đầu 3/8, giá bán của nó là 150.000. Tiếp theo cần số 3 200.000 nha anh em, cần này đầu 1/2 nha, đầu lắc qua lắc lại được luôn ha, lắc qua lắc lại được luôn. Rồi đầu 1/2 có đầu nối luôn, ngắn ray ha. Rồi như vậy là 200.000 nè, cần số 3 nè. Rồi tiếp theo cần số 4 nè, cây cần rồi có thêm cái đầu nối này nữa ha, chỉ có 100.000 luôn, đầu 1/2 luôn, dặn thoải mái luôn nha anh em ha, 100.000 bạc cần số 4 ha. Rồi tiếp theo cần số 5, nguyên một bọc này luôn, chỉ có 300.000, chỉ thẳng đủ bao ship. Đây nè anh em, chị giới thiệu trước cái này đi, nhiều quá cầm một tay lên không hết luôn. Rồi cái cần này Asahi nè, nó đang bị chạy con chiều ha, về anh em nào biết thì gỡ ra chỉnh sửa lại chiều thứ hai ha. Nè nó đang chạy con chiều luôn nè, cần đầu ăn 8 nha. Tất cả đầu nói này là 38 hết. Một cái đầu nói này thì dài 3 tấc nè ha. Đó, 3 tấc là được cái hai cái, được hai cái dài 3 tấc nè ha. Bi thì hai này hình như nó mất bi hết rồi. Rồi cái này thì dài 1 tấc mấy nè, tấc rưỡi thì nè. Đó là được hai cái nè, còn bi nè ha. Rồi còn mấy cái đầu nói 5 6 phân, 6 7 phân gì nè. Thì ở đây là được nhiều đầu lắm. Đây em đếm nha. Rồi hai đầu nè, 4 đầu nè, 6 đầu nè, 7 đầu ngắn nè ha. Nguyên bộ gì là 300.000, chuyển khoản đủ bao ship, anh em nào xài liên hệ ha. Rồi tiếp theo tới cái cộng lực nha, cộng lực này cắt ti lâu không hoặc là lưới hàng rào ấy mơ thoải mái, giá bán là 120.000, anh em nào gia đình cũng nên có nha, có nhu cầu gì thì cứ việc cắt thôi ha. Rồi MCC cây này chưa sinh nha, giá bán 120.000 nè, lưỡi khích ok ngon lành, hoạt động tốt luôn ha. MCC Giao Anh là gì đây, đầy đủ.
Tiếp theo cộng lực số 2 120.000 luôn. Cái này cũng đã vệ sinh rồi, MCC luôn nha, hoạt động tốt, miệng cũng khít luôn, là so bún bạc bình thường luôn ha. Đây, đó, miệng khít ok luôn lành. Tiếp theo tới cây cử này thì em bán 100.000, ốc này chưa dặn được nha, vậy anh em cho thêm miếng dầu nhớt cho nữa anh dặn ha. Rồi cái này nấm còn xay tốt, ok, anh em nào xài cử này liên hệ 100.000. Tiếp theo thì tới cây đuôi chuột. Đuôi chuột thì bữa nay không có mã 1, có mã 2 không à. Rồi bán hết bó đuôi chuột này với giá là 300.000, anh em mua lẻ thì tính giá lẻ nha. Rồi 300.000 đuôi chuột số 2 nha, 5 cây, cây 50, 6 cây chứ, 300.000 chuyển khoản đủ bao ship luôn ha. Rồi 17-21 tất cả được vệ sinh ha, chạy 2 chiều rồi về ngon lạnh hết. Rồi đuôi chuột này là mã số 2 nha, anh em nào cần dùng thì liên hệ, 2 chiều chạy tốt hết, tất cả là đều là 17-21 hết nha, 17-21 hết, rồi vệ sinh rồi chạy 2 chiều ngon lạnh hết luôn. Rồi chỉ có 50.000 cây luôn đó, anh em mua về xả ốc nhớt, hai nhớt, hái nhớt xe gì đó. Rồi lê 17 là cứ việc đút vô, thằng này là chạy được hết. 21 thì dặn bánh xe ô tô đó. Rồi 5 cây 300.000, tất cả bao cho anh em xài ha. Rồi hoạt động tốt. 6 cây chứ, 300.000, cây 50.000 à. Mua lẻ thì giá khác nha. Rồi tiếp theo nha, đuôi chuột mã số 3, giá bán 400.000, ở đây gồm có 4 cây nè. Anh em nào xài cứ việc liên hệ nha. Đây gồm có 4 cây. Thì trong đây nè là có 26 với 21 nè, MCC 400.000 4 cây ha, coi như cây có trăm mà ha. Rồi chuyển khoản đủ thì được bao ship luôn nữa ha. Rồi ok, cây này cây 32 nè. Tiếp theo nha, cây này là cây 17 21 nè. Hoạt động tốt luôn nè ha. Rồi tiếp theo cây này là 4 số, 19 30 bên đây, 17 24 bên đây. Nagaki có thương hiệu rồi, đầy đủ, chạy 2 chiều ngon lành. Xài cái nào rút ra rút vô, đẩy ra ha. Rồi ok nha anh em. Tiếp theo đôi chuột mã số 4, em bán cho anh em 200.000 nè. Cái đôi chuột này 200 ha. Rồi rất là lớn luôn, đôi chuột 36, hoạt động tốt nè, 2 chiều. Rồi tiếp theo tới ốc inox nè, còn mấy bịch nữa hết luôn ha, mấy bịch nữa hết luôn rồi. Anh em nào xài cứ việc liên hệ nha, một bịch vậy là 200.000, cứ để là ốc inox là được ha. Rồi em xin nhắc lại, anh em mua đơn hàng chuyển khoản từ 300.000 trở lên là chuyển khoản đủ nha. Anh em mua đơn hàng 400 chuyển khoản đủ 400, 500 chuyển khoản đủ 500, hay bất cứ bao nhiêu chuyển khoản đủ thì em bao ship. Còn nếu như ship code vô lòng thanh toán thêm tiền ship, anh em mua lần đầu dặn cọc giùm em nha. Rồi ốc như thế này nè, ốc inox 304, 316, lộn xộn sao bạn trong này ha. Nói chung ốc này thì tại vì dép dưới đáy bao, có thể lộn xộn mấy ốc tán một đền hay là cái gì đó, bất cứ lộn xộn đây chút đỉnh, mà đa số là ốc inox thì chát ha. Rồi ốc inox này thì một bọc như thế này ha, hốc đại với anh em. Này gì có lớn có nhỏ lộn xộn sao bằng nha. Giá bán cho anh em là 200.000 đồng một bịch. Ở đây thì em còn có 3 ống bịch gì nữa là hết ha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ việc lấy. Rồi tiếp theo, mũi do. Mũi do số 1 vậy là em bán 800.000 ha. Em bán xả 800.000 bộ mũi do này, tặng luôn cái bản lề ha. Nói chứ bản lề nằm trong đây thì em sẵn rồi bán luôn. Rồi bộ mũi do này 800.000 nha anh em. Đó. Rồi mũi do thì đa số là còn trong hộp, trong bọc, có những cái nó rớt ra ngoài gì rồi ha. Rồi em cũng nói trước luôn là mũi do này hàng Nhật bãi cũ, em cũng không biết là nó như thế nào nha, thì em lụm như thế nào bán cho anh em như thế đó thôi. Rồi anh em về anh em xem mũi nào còn tận dụng xài được, hay là anh em xài được mũi nào đó thì anh em sử dụng ha. Rồi đó, nói chung là bao cho anh em xài được hết tất cả từng mũi luôn, thì đây em không có bao nha. Nói chung là vậy, hàng Nhật bãi cũ nó như thế nào thì em bán như thế đó thôi, có những cái còn trong bọc trong hộp luôn đó. Rồi thì cho em bán là như thế này, một hộp như thế, một nguyên cái mâm này là giá 800.000 ha. Em sale xả cuối năm lấy tiền ăn Tết nha. Anh em nào có nhu cầu cứ việc liên hệ, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Rất là nhiều nha, nãy giờ xương xương không cũng gần chục mũi rồi đó. Đó, chục mũi trọng trọng nha, còn mấy mũi nhỏ thì thôi luôn, rất là nhiều luôn, mấy mũi trong hộp nữa nè. Đó, tháo một số mũi trong hộp ra cho anh em xem nè. Nè, mấy mũi trong hộp nè còn rất là mới luôn nè, anh em xem rất là mướt luôn nè. Đó, hết trơn cái đống này chỉ có 800.000 thôi, 800.000 hết cái đống này anh em ha. Rồi đó, số má lộn xộn trong đây nó, cho nên nó rất là nhiều, em thì bán xả hết luôn ha. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ, chỉ một bọc duy nhất hôm nay, một bọc duy nhất nha. Rồi đây rất là nhiều nè, đó anh em xem nếu như có nhu cầu lấy thì cái gì cũng hại ha. Rồi đổ vô luôn nha anh em ha. Đây nè cho anh em xem bọc nè,
đó, một bọc nè, rất nhiều nha. Mũ vo số 1 giá 800, tiếp theo mũ vo số 2 nguyên một mâm nữa rồi anh em ơi. Đây mũ vo số 2 nguyên mâm này luôn, anh em nào làm máy lớn máy chuyên về xài những cái mũi này thì đây, hôm nay em xả chỉ có giá là 1.800.000 đồng hết trơn nguyên cái đống này, tương đối là hàng còn rất là mới ha. Rồi 1.800.000 đồng, đây mã của nó là mũi vo số 2 1.800, hết cái đống này nha. Đây mũi nè 1.800, anh em nào xài có nhu cầu thì liên hệ em ha, em xả trước Tết. Rồi đây nó lớn nè, mũi còn rất là đẹp luôn nha. Rồi còn nguyên trong bịch đồ gì nữa nè, đó lớn có, nhỏ có, lộn xộn xà bàn, nhưng mà lớn lớn trọng trọng mấy mũi này thì nó tầm có khoảng mười mấy á ha. Đây là mũi còn trong hộp đó nè, để 16 nè, mũi còn trong hộp đây, hai mũi còn quấn giấy nữa nè, trong bịch nữa nè ha. Xả hết cho anh em với giá là 1.800.000 hết cái đống này, còn trong túi nữa nè, túi giấy túi ni lông giờ này đầy đủ hết trơn, đổ mũi này ra cho anh em xem nè, xé luôn nha anh em, đó cho nó mau. Đây trong hộp nữa nè, trong hộp còn giấy nữa nè ha. Rồi hộp giấy hộp nhựa đầy đủ hết ha. Rồi hàng Nhật Bản xả cuối năm ha anh em, anh em nào có nhu cầu hoặc xem được clip có nhu cầu cứ việc liên hệ với em đó. Đây đây nó rất là nhiều đây nè, na chi rồi gì cũng có nữa nè, quá trời mới, nguyên hộp nguyên bịch nè, cái này còn nguyên với dầu nữa nè, 23 nè ha. Đó đây anh em, đó đây mũi này giấy dầu nữa nè, đó rồi rất là nhiều ha, chỉ có 1.800.000 đồng, anh em mua chuyển khoản đủ thì bao xếp 40 mấy mũi nha anh em, mũi lớn lớn trọng trọng không nha. Rồi tiếp theo tới chân con nó luôn đi, cái bọc chân con này thì em bán cho anh em giá là 400.000 hết nguyên bọc chân con này, anh em về anh em vô mấy cái chân mũi khoan mà kiểu xài lâu ngày thì nó hư chân hay gì đó, anh em vô chân này anh em xài nha. Chân con này là 400.000 nha. Rồi bộ chân con này 400, có những mũi là còn mới chát chưa xài quấn bọc chỉ dầu luôn ha. Đây một cái mũi chân con nữa nè, đây nè một cái, đây cái này cái mới luôn trong hộp, 1 x 2 hai cái, cái này cũng trong giấy luôn nè ha, chép mát luôn đàng hoàng, 3 cái, 4 cái trong bọc ni lông, 5 cái, cái này cũng còn mới, 7 x 9 6 cái cũng còn mới luôn, có cái này là cũ nè đó. Rồi 7 cái nha anh em, 400. Rồi cái này á là cái chén phay, rồi cái chén phay nha anh em, đây mã của nó là chén phay, giá là 250.000, anh em nào có nhu cầu xài thì liên hệ, phay chén nè đó. Rồi 250 nha anh em, rồi anh em xài liên hệ với em, 250.000 chén phay. Rồi tiếp theo tới mũi taro cũng một mâm luôn, đây để bên trong cái mâm này mới hết, cái cầm cái tay mà không hết. Đây một mâm, dưng cho ông một mâm. Đây mũi taro số 1 giá bán là 600.000 ha, anh em nào xài mũi bự thì mua mũi bự, anh em nào xài mũi nhỏ thì mua có bộ mũi nhỏ, ở đây em thể theo yêu cầu của mấy anh em. Hôm trước anh em nói là mũi nhỏ lộn xộn với mũi bự, nhiều khi anh em xài gia đình chỉ xài mũi nhỏ không xài mũi bự, thì bữa nay em bán mũi bự riêng, mũi nhỏ riêng, anh em nào có nhu cầu xài cứ việc liên hệ. Mũi taro số 1 em bán 600, tất nhiên là ở đây em không có đo nữa rồi nha anh em, nói chung là mũi taro đây em chỉ là cho anh em xem cạnh này kia kia nọ là nó còn nguyên dạng thôi, là 600.000 cho nguyên bộ này. Em sẽ đếm mũi nha, mũi khá là lớn, một mũi hai mũi nè, lớn hơn ngón tay của em nữa nè, đây cho má luôn, muốn vào cái vậy đó, mấy à, 4 nè, 5 nè,
Răng sắn rất là ok luôn nè. 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 600 ngàn đồng. 11 mỗi, đây hình như mẻ hình răng. Cái nào em thấy là em nói rồi nha anh em cứ việc yên tâm. Bên em bán hàng là cái nào ra cái đó đàng hoàng, nói hết. Tại vì có nhiều cái nhiều khi sợ là không thấy thôi, chứ thấy là nói hết. Đó, mỗi tarot số 2, mỗi tarot số 2, 600 ngàn, cũng nguyên năm này luôn. 600 ngàn, anh em nào xài liên hệ, đây. Đó, 1 mỗi nè, 2 mỗi, 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi, 7 mũi, 8 mũi, 9 mũi, 10 mũi, 11 mũi, 12 mũi tổng cộng. Tiếp theo mũi tarot số 3. Mũi tarot số 3, em bán cho anh em giá là 600 ngàn luôn nha. 600 ngàn mũi tarot số 3. Nguyên mâm nữa nè anh em. À, cái này thì nó có dạng nhỏ nhỏ hơn cũng có nè. Cái mũi này hơi nhiều nè, hơi số lượng nhiều hơn nè. Đó, hai mũi nè. À, tarot này lego văn ngược nè. Dấu này là dấu quyền nè. Này, dấu sắc nè, ha, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7 nè, 7 mũi nè, tiếp theo nè, 8 mũi nè, 9 mũi nè, 10 mũi nè, 11 mũi nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 23 mũi. Giá bán cũng 600 ngàn. Tiếp theo mũi tarot số 4 nha anh em. Chưa khoan, để cái này vô cái đây rồi em lấy mũi tarot số 4 lên cái mâm luôn mới được. Cái cầm nó đổ hết. Rồi, xeo xả cuối năm ha. Anh em nào có nhu cầu xài cứ việc liên hệ. Mũi tarot số 4 600 ngàn cho hết cái đống này ha. Rất là nhiều mũi, lộn xộn thôi bằng số trong này. Em không có đảm bảo cho anh em số gì hết. Nhưng mà có cái là em bốc đại tất cả được vệ sinh, găng lử thì ok, ngon lành ha. Rồi, nguyên bộ này 600 ngàn mũi tago số 4 nha. Đây, hàng hàng xa số mũi luôn ha. Bóc lại, đó, cho nó mau ha. Đây, bóc lại nó mau. Rồi, cũng 600 ngàn, lớn cũng 600, nhỏ cũng 600 ha. Rồi đó, anh em nào mua xài gia đình nè, nhỏ có nhỏ nè anh em. Đó, nhỏ có nhỏ, 600 ngàn à, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Đó. Rồi. Vô. Đây nha anh em. Nắm gì khoảng 5 6 mũi. 6 7 mũi cũng có nữa. Mà cái này là khoảng này không biết khoảng nhiêu mũi giờ nữa, chắc 4 50 mũi gì chắc có thể á. Có nhiều lắm. Mệt quá. Nói vậy đi. Cái gì mà nó nhỏ nhóc hết trời. Rồi đây đổ vô nha anh em. Đó, 600 ngàn anh em nào xài thì liên hệ. Rồi. Tiếp theo, cái chống cắm nhầm điện để bảo vệ thiết bị của anh em xài 100W đó. Anh em ghim đúng 100W, còn ghim vô 220 thì nó hư. Ví dụ như nồi cơm điện hoặc gió hay là khử mùi là không khí gì đó. Thì anh em muốn xài game chăm game vô biến áp á, thì gắn cục này vô trong cái mấy cái thiết bị đó để bảo vệ. Chỉ có 100 ngàn cục 3 giây cũng rất là dễ đóng nha, đấu nha.
Rồi anh em lấy số lượng nhiều hay nhiêu đó thì cứ việc liên hệ với em, cũng có hết trơn á. Rồi 3000W trở xuống. Tiếp theo pin sạc đen này nè, đó thì em cũng ráng chọn lựa chọn lọc cho anh em cũng được một số hộp nữa, thì cũng hàng Made in Japan hôm ngày em bán đó nha anh em ha, cũng hàng Nhật Bản cũ nhưng mà còn rất là mới nha. Pin này pin 2A đó, pin này pin 2A đó. Enelop là một cái sản phẩm của Panasonic nè, cũng sản xuất tại Nhật nè, Made in Japan nè. Đó, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Dung lượng của cái con này là 2500 nha, 2500 mAh. Một hộp về thì em bán cho anh em với giá là 300.000. Anh em nào Tết rồi thì muốn karaoke, họp mặt gia đình bạn bè gì đó thì micro anh em xài cái loại pin 2A này thì mua hát cũng rất là nhiều, anh em hát cũng mấy tiếng đồng hồ á, ít nhất cũng phải là cũng được 4-5 tiếng á. Nói chung là như vậy. Rồi thì em bán cho anh em về một hộp á, một hộp về nha, 300. Đó, anh em lấy mấy hộp thì anh em cứ việc điện, em còn bao nhiêu thì em bán bao nhiêu ha. Thì tất cả hôm nay em có bao nhiêu sản phẩm đó thôi. Anh em nào ưng ý sản phẩm nào, giá cả thị trường phù hợp phải chăng, cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335172445 hoặc Zalo số trên. Em xin chân thành cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Kính chúc tất cả anh em thật là nhiều sức khỏe. Em xin thân ái kính chào. Rồi con ngồi xuống đây, con xin kính chào cô chú đây. Con xin kính chào cô chú cho mẹ bé tiếp theo. Chúc cô chú dạy sức khỏe. Rồi, bye bye cô chú đây. Bye bye.